Các bạn mình ơi, nếu như các bạn đang thắc mắc về việc sử dụng em trụy tinoin Ares do Ấn Độ sản xuất kết hợp với lại em Dimafox này như thế nào làm cho da của mình đẹp lên nè, mà giảm cái tình trạng bị bong tróc, bị đỏ, bị rát, bị kích ứng và bị sạm da nữa, thì video ngày hôm nay Kha muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về việc kết hợp giữa hai em này lại với nhau giúp cho da của mình đẹp lên, và đặc biệt á, là da mình đẹp lên để còn ăn Tết nữa, đúng không? Bản thân của Kha nè, khi mà sử dụng em trụy tinoin Ares này một tuần Kha chỉ dùng 2 ngày thôi, đó chính là buổi tối ngày thứ tư và ngày thứ tám. Buổi tối thứ tư á, làm gì làm thì trước khi đi ngủ á, Kha khuyên các bạn là nên có một loại nước tẩy trang nè, rồi sau đó thì các bạn dùng sữa rửa mặt lại để làm vệ sinh cái da mình thật là sạch nhé. Tiếp đến thì các bạn hãy lau mặt cho khô. Sau khi các bạn đã lau mặt cho khô rồi thì Kha khuyên các bạn là nên sử dụng em serum B5 của Dr. Cao Thiết ha. Em này á, thì có thành phần á, là B5 nè, rồi có chiết xuất rau má nè, có chiết xuất từ dịch nhầy của con ốc sên, và có cả những cái chất để làm cấp ẩm cho da, làm dịu da và phục hồi da. Đặc biệt là sử dụng cho em này trên da thì Kha rất là phê ha các bạn ha. Khi mà sử dụng em này á, thì mình không có lo cái chuyện là sử dụng trụy tinoin á, da của mình bị khô đâu. Khi các bạn tán điểm mỹ phẩm á, thì các bạn nhớ là tán theo trán tới mũi rồi tới cằm, sau đó đến hai bên má và đến mắt nha các bạn. Và đặc biệt là vùng cổ chúng ta cũng đừng có nên là bỏ qua nha. Khi mà các bạn sử dụng serum B5 ở trên mặt rồi thì Kha khuyên các bạn á, là nên đợi khoảng 2 phút. Sau khi mà Kha đã nặn ra một ít lớp gel của Dimafox rồi thì Kha sẽ nặn ra một ít em trụy tinoin Ares. Thì bây giờ chúng ta tán đều ra. Đó. Mình mix hai cái này nè. Mình mix hai em này lại chung. Một số bạn thì muốn dùng trần, một số bạn thì dùng riêng. Nhưng mà riêng bản thân Kha thì Kha thấy là khi mà mix hai em này lại với nhau á, dùng ở trên da thì Kha thấy là nó giảm cái tình trạng bị kích ứng, và da của mình cũng khá là đẹp đó các bạn. Đó. Yeah. Bây giờ thì chỉ việc là chúng ta thoa đều trên da thôi. Cái mùi của Dimafox này nó thơm lắm nha. Thơm cực kỳ luôn á. Giống như là cái mùi serum mà hồi đó mình ăn vậy đó các bạn. Chúng ta lại tán đều ra. Ở những cái vùng mí mắt này, nếu như mà da mí mắt của các bạn không có nhạy cảm quá thì các bạn có thể massage nhẹ ha, ở xung quanh đây. Tại vì trụy tinoin á, nó cũng giúp cho cái da vùng mí mắt của chúng ta bớt bị lão hóa. Rồi chúng ta vỗ đều nha. Khi mà chúng ta làm xong cái công đoạn này rồi thì bây giờ thì chỉ có việc là chúng ta tắt đèn đi ngủ nha. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày hôm sau.